Xin chào các bạn, gần đây luật điện ảnh mới của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua. Trong đó có một điểm mới đó là áp dụng hệ thống chấm điểm phim để phân loại chất lượng phim, từ đó khán giả sẽ dễ dàng lựa chọn được bộ phim phù hợp với mình. Có vẻ như điều này là quá đỗi bình thường và hầu như không mấy nhận được sự quan tâm từ người dân Việt Nam. Vậy mà thật không ngờ nó lại gây ra một sự xôn xao trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Một video ngắn chỉ vài chục giây đã xuất hiện trên mạng Douyin của Trung Quốc nói về việc này và ngay lập tức đã nhận được rất nhiều phản hồi từ netizen Trung Quốc. Nay mình xin dịch một số bình luận của người dân nước họ để thấy rằng hóa ra cuộc sống bình thường của người dân nước này thì lại khiến cho người dân nước họ phải thầm ước là như thế nào. Một chuẩn mực thích hợp cho Việt Nam, họ là những người tự tin, cởi mở, khoan dung và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi khác, chúng tôi phải làm phim yêu nước, ngoài ra sẽ không có phim nào được công chiếu. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cảm giác ghen tị với Việt Nam như bây giờ. Bây giờ vợ Việt Nam của tôi càng ngày càng không thích đến đây, sắp tới có thể là tôi chỉ có thể tự cao về đất nước tôi. Quốc gia phát triển thứ 5 của châu Á đã xuất hiện. Thực tế là trong vòng 5 đến 10 năm tới, chúng ta có thể thấy một quốc gia phát triển mới nổi đang trỗi dậy. Không, đất nước chúng ta đang hoặc sẽ tiếp tục là một nước đang phát triển trong một thời gian dài sắp tới. Chà, kết quả đang chờ đợi họ trong vài năm nữa. Hệ thống chấm điểm sẽ tạo nên một bộ phim hay trong tương lai của đất nước họ. Chỉ có tạo ra những bộ phim hay mới có thể xuất khẩu được văn hóa. Bạn có biết phim truyền hình Việt Nam có thể xem được ở đâu không? Hy vọng mình cũng có thể xem phim truyền hình Việt Nam trong tương lai. Luật cải cách này của Việt Nam thực sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế tương lai tươi sáng. Tôi đang nhìn thấy họ phát triển quá nhanh. Nó gần như đi trước chúng ta. 5 năm tới, họ sẽ thay đổi tuyệt đối. Ngành công nghiệp âm nhạc của họ thì đã bắt đầu tấn công Trung Quốc. Nếu nhìn vào lịch sử của Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, có thể dễ dàng nhìn thấy họ sẽ nằm trong số những quốc gia đứng đầu trong 15 năm tới. Việt Nam rất giống chúng ta, nhưng người vừa bước vào thế kỷ 21. Năm ngoái, lực lượng xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt xa Thâm Quyến và vốn nước ngoài còn phải xếp hàng để chuyển đến đó. Sự phát triển của các bộ phim truyền hình và điện ảnh địa phương ở Việt Nam là không thể coi thường. Hầu hết bây giờ là phim của châu Âu và Hoa Kỳ và một số ít của Trung Quốc. Liệu anh có thể xây dựng vệ tinh bắt đầu hay trả vũ khí không? Họ có bao nhiêu nhà khoa học hàng đầu trên thế giới? Không gì tuyệt hơn khi được sống ở Việt Nam. Thật khó để chúng tôi phải thừa nhận rằng Việt Nam đã tiến bộ trong một số lĩnh vực nhất định. Điều này là phù hợp với tiêu chuẩn và sự phát triển quốc tế. Việt Nam ngày càng tốt hơn. Mọi người đang bàn tán xôn xao, theo tôi thấy đây chẳng phải là sự tiến bộ của họ sao. Thôi thì chúng ta cùng xem phim truyền hình và điện ảnh trong nước nhé. Tôi sợ người khác sẽ vượt qua chúng ta, tôi không muốn ở phía dưới. Nó không phải là bình thường đối với Việt Nam, trong thời gian tới tôi sẽ sang Việt Nam để tìm việc làm. Bạn nghĩ có thể kiếm tiền nhiều hơn họ bao nhiêu nếu không làm thêm ở Trung Quốc? Họ thực sự đang đến gần với chúng ta từ phía sau. Tôi đã thấy người Nhật và người Hàn thay đổi, Việt Nam cũng thay đổi, thật sự là bất ngờ. Việt Nam đã làm rất tốt việc xâm chiếm TikTok trong thời gian gần đây. Chỉ cần có chút tin tức về Việt Nam thì nó sẽ được khuếch đại lên rất nhiều. Trước đây những ai bảo không muốn vào xí nghiệp để làm việc thì bây giờ nếu không vào xí nghiệp thì sẽ phải sang Việt Nam làm việc. Đừng ngả mũ thán phục họ, bạn bảo đánh giá phim là lối đi đúng đắn, nhưng có phải chúng ta không có hệ thống đánh giá phim, nghĩa là chúng ta không đúng hay sao? Còn họ lại một lần nữa dẫn đầu. Việt Nam gần đây rất mạnh. Dù chúng có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua chúng ta là những người trưởng thành nhanh nhất. Khi bạn kết hôn, bạn có muốn hồi môn cao và bạn muốn nhà ở thương mại đắt tiền, đây có phải là áp lực cho đàn ông Trung Quốc không? Còn ở Việt Nam hôn nhân là bình thường, cuối cùng thì chính họ mới là người hạnh phúc.
thật sự đáng sợ khi thấy toàn bộ lực lượng lao động trẻ ở bên nước họ. Nó luôn là một ảo tưởng và người đang nhầm tưởng rằng Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Như vậy thì hai bộ phim Chiến Lang và Trận Chiến Hồ Trường Tân chắc chắn nằm ngoài tầm với của Việt Nam sau khi họ đã kiểm duyệt phim. Hệ thống chấm điểm là một hệ thống tốt với điều kiện là mọi rạp chiếu phim phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của hệ thống chấm điểm. Tương lai tươi sáng của Việt Nam. Nhìn vào mọi người, tôi thấy bạn đang nhìn vào sự ghen tị của bọn họ. Đất nước này gần đây bóng đá hay, kinh tế tốt, văn hóa phát triển tốt như hiện nay, sao tôi lại thấy có chút ghen tị? Bọn họ ngày càng khoa học hơn, ngày càng nhân văn hơn, họ xứng đáng với tương lai ngày một tốt hơn. Cải cách này chính là mở đầu cho sự tiến bộ. Việt Nam có xếp hạng phim thật sao, cảm giác chua xót như đất nước tôi quá. Tôi sợ rằng Việt Nam sẽ đứng vào hàng ngũ của các nước phát triển. Tuyệt vời, tôi lạc quan về Việt Nam, quốc gia phát triển và năng động nhất về kinh tế và châu Á hiện nay. Ôi Việt Nam, tôi cứ ngỡ đó là đất nước của mình. Thể thao và giải trí, Việt Nam đang trở nên thật tuyệt vời. Khi xem sự thay đổi này, nó làm tôi phấn khích trong 3 giây vì nghĩ rằng đó là chúng tôi. Ở châu Á, trình độ phát triển bóng đá của quốc gia tỷ lệ thuận với trình độ phát triển của quốc gia đó. Vị trí của bọn họ đang là phía trước của chúng tôi. Điều này quả thực chúng ta nên học họ. Phim Trung Quốc thực sự nên được xếp loại. Có vẻ như họ đã đi trước các nước phát triển ở châu Á. Một cảm giác ghen tị, một đất nước khác đã đi lên cấp độ văn minh. Đây là sự cởi mở thực sự của người dân. Việt Nam là quốc gia rất đáng mong chờ ở tương lai. Haha, Việt Nam ngày càng độc đáo hơn, họ dám bỏ đi nỗi ám ảnh trong quá khứ, thực dụng và dám nghĩ dám làm, lại còn có cả sự tự tin và lòng khoan dung. Nhìn những người khác tiến bộ, tôi cũng thấy mình ngày càng tiến bộ hơn. Việt Nam gần đây phát triển nhanh cũng ngộ lắm. Việt Nam đang trở nên tốt đẹp hơn. Tại sao nhiều điều đơn giản và cần thiết lại khó đạt được ở một số quốc gia như chúng ta? Nó đã sẵn sàng để nền văn hóa của nó cất cánh. Đây chính là bàn đạp của sự thịnh vượng của ngành điện ảnh và truyền hình của họ. Em trai của bạn hiểu biết về cuộc sống hơn bạn, tuổi thọ của một con người chỉ có vài chục năm, vì vậy đừng có quá nhiều hạn chế. Ý của họ muốn bảo Việt Nam là em trai của họ. Mọi người đều đi theo một hướng giống nhau, đó là họ đều tiến về phía trước. Tại sao tôi có cảm giác như chúng đang phát triển quá nhanh? Mọi người đều đang thay đổi, chỉ có chúng ta là giống nhau. Họ là đất nước nhỏ nên rất dễ thay đổi. Thoạt nhìn còn tưởng rằng nó thuộc về đất nước của mình, nhưng tôi lại chỉ vui sướng được trong giây lát. Tại sao bạn luôn tiến bộ mà không lặp lại? Đất nước có tương lai đầy hứa hẹn, người dân có hy vọng. Bắt nhịp với thời đại và bắt nhịp với thế giới, đây là sự phát triển. Đừng thương hại họ. Việt Nam đang phát triển trên con đường đúng đắn để cất cánh. Đây chính là Singapore tiếp theo. Điện ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển. Việt Nam đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt trong những năm gần đây. Một thay đổi nhỏ nhưng thật sự mang đến một bước tiến lớn. Họ không sợ thay đổi, vậy chúng ta đang sợ cái gì? Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để trở thành một số châu Á giống như bóng đá của họ. Hoa và bướm đến một cách tự nhiên và nền văn minh sẽ gặt hái nhiều hoa trái phong phú. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ ghen tị với Việt Nam. Tôi đã muốn đến sống ở Việt Nam, bóng đá, phim ảnh, kinh tế, từng thứ bị Việt Nam vượt qua. Sau khi luật điện ảnh sửa đổi ở Hàn Quốc, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và có rất nhiều bộ phim hay. Càng cởi mở, càng cao cấp, càng chứa được nhiều tiếng nói, thì điều đó càng phản ánh sự tự do đích thực ở đất nước họ. Đánh giá rất tốt, hiện nay các bậc phụ huynh thích đưa con xem phim, đi xem phim, nhưng một số nội dung trong đó thật sự không phù hợp để trẻ em xem. Tốt lắm, chúng ta vẫn đang bận rộn với hàng chục ca bệnh dịch. Đây là cách mà phim Hàn trỗi dậy và họ đã rời bỏ sản xuất trong nước ở một số con phố. Họ sẽ tiến xa hơn và xa hơn,
không có gì để nói ngoại trừ những lời chúc phúc. Một đất nước lớn với dân số 100 triệu người, họ đã thật sự tiến bộ rất tốt và hoàn hảo. Thật xấu hổ khi thấy hàng xóm của chúng ta vượt qua chúng ta. Tôi thật sự ghen tị với Việt Nam, thật sự là như vậy. Các bạn thân mến, trên đây là những lời bình luận của cư dân mạng Trung Quốc về Việt Nam đã thay đổi luật điện ảnh. Hóa ra việc thay đổi đơn giản này của Việt Nam thì lại là một sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi như cách mà người Trung Quốc đang nghĩ. Thì mới thấy chỉ thông qua một chi tiết nhỏ như vậy mà gián tiếp, chúng ta cũng có thể phỏng đoán mức độ quản lý xã hội, quản lý dân chúng ở bên Trung Quốc là nghiêm ngặt, chặt chẽ thế nào. Không biết không khí thực tế ở bên nước họ có thật sự ngột ngạt như nhiều người nước họ đang than phiền như trong video ngày hôm nay hay không. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.